đối mặt tình nhân khó quên, niềm gì từ chợt đến theo dấu giày muốn tìm. Mai tôi lại đi đam mê trói bò hương nồng môi thắm mưa gì lần yêu lỡ hàn. Xin kính chào tất cả quý các bạn đam mê audio trên mọi miền đất nước. Vâng, rất vui mừng khi lại được gặp các bác trong chương trình thông báo hàng về, giới thiệu sản phẩm và test chức năng hoạt động sản phẩm của cửa hàng em hôm nay. Trước mặt quý vị các bạn thì em đã trưng bày ra sẵn dàn đài rông có model là UAVC300 nhé. Dàn này em bao chạy full tất cả các chức năng các bác ạ. Chức năng chính của dàn này là đọc giải mã trực tiếp cổng quang nhé các bác nhé. Thứ hai nữa là kết nối điện thoại máy tính TV qua AUX các bác ạ. Đặc biệt dàn này 5.1 có cả súp đi kèm nhá, nguyên bản nhá các bác nhá. Súp đây này, đấy súp rất là lớn các bác ạ. Và 2, 4, 5 loa này nhá, 2 loa, 1 loa center này, 4 loa tay. Chất âm của dàn này rất hay các bác ạ. Em đang kết nối giải mã cổng quang này ạ. Mang lại chất âm rất là sạch sẽ nha các bác nha. Khác hẳn so với anh em mình thường hay kết nối AUX ạ. Cùng hoa đen sáng tỏ, dìu em vào giấc ngủ. Đây là giảm loa center này, tăng center này. Hỏi em ai sương gió đường xa, vai ba lô nặng đầy, tay súng giữa đêm dài, miệt mài tranh đấu vì ai, đừng để cho nhau một lời đau xót ngày mai. Dàn thiết kế loa màu vân gỗ nhìn rất là sang trọng, anh em có thể trưng bày và bày biện ở các không gian như chung cư, những ngôi nhà hiện đại nhá. Dàn màu sắc vân gỗ rất là đẹp, gần như là mới anh em ạ. Đây anh em có thể tùy chỉnh được nhiều chế độ nhạc này. Auto này, cinema này, xem phim này, music này. Em thường đặt chế độ là 5 CH này. Hay ạ. Thôi, để không làm mất thời gian của các bạn, mọi thông tin mua hàng các bạn liên hệ số điện thoại trên tấm biển 0981150665. Bác nào gần có đến xem hàng giao lưu trực tiếp bên em, địa chỉ phố Lỗi, thị xã Mỹ Hảo, Hưng Yên ạ. Trôi nổi vì nghe lời khắc khoải quê mình đau xót mẹ.